quân nhân Ukraine sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Hoàng Thái xin kính chào quý vị. Tính thưa quý vị, cuộc tấn công bằng tên lửa Oresnik vẫn đang là chủ đề được báo chí thế giới đưa tin rầm rộ. Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu cho các sự kiện quan trọng tiếp theo. Mà theo các chuyên gia, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sẽ ngày càng leo thang và chiến tranh thế giới có thể bùng nổ bất cứ khi nào. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nội dung chi tiết. Quân đội Ukraine bị kẹt trong núi lửa gần Kubiansk. Tình hình gần Kubiansk thuộc vùng Kharkov đang trở nên căng thẳng khi một nhóm lớn quân đội Ukraine bị mắc kẹt trong một túi lửa do lực lượng Nga bảo vây. Theo thông tin được báo cáo, ít nhất là 8 khu định cư bao gồm Senkovo đang bị lực lượng Nga phong tỏa. Các tuyến đường tiếp tế quan trọng đã bị cắt đứt, gây khó khăn nghiêm trọng cho quân đội Ukraine trong việc bảo vệ khu vực này quân đội Nga đã sử dụng pháo binh và các phương tiện chiến đấu để cắt đứt các tuyến đường rút lui và tiếp tế của quân đội Ukraine. Điều này làm suy yếu khả năng cơ động và hỗ trợ của lực lượng Ukraine trong khu vực. Báo cáo từ phía Nga cho biết rằng các vị trí phòng thủ quan trọng của Ukraine đã bị phá hủy, cùng với tổn thất nhân lực đáng kể trong các cuộc tấn công gần đây. Tình hình nhân đạo trong khu vực cũng đang xấu đi do giao tranh ác liệt. Diễn biến tại Kupiansk được đánh giá là sẽ có tác động lớn đến chiến lược tổng thể tại khu vực miền đông của Ukraine. Đây là một trong những điểm giao tranh trọng yếu khi cả hai bên đang tranh giành quyền kiểm soát các khu vực chiến lược. Kubias là khu vực có ý nghĩa quan trọng trong xung đột giữa Nga và Ukraine, nằm gần các tuyến giao thông chiến lược kết nối miền đông của Ukraine. Kể từ khi xung đột leo thang, khu vực này đã chứng kiến giao tranh liên tục giữa hai bên. Sự bao vây này thể hiện một bước tiến mới trong chiến lược của Nga nhằm làm suy yếu khả năng phòng thủ và tổ chức của quân đội Ukraine trong khu vực quan trọng này. Nga cảnh báo Hàn Quốc không được cung cấp vũ khí cho Kiev. Hàn Quốc đang ở thế khó khi phải cân bằng giữa cam kết với đồng minh Mỹ và mối lo ngại về an ninh khu vực. Trong khi đó, thì Nga cũng đang lên tiếng giàn đe nhằm ngăn chặn những động thái hỗ trợ quân sự từ phía Seoul cho Ukraine. Nga đã cảnh báo Hàn Quốc về hậu quả nghiêm trọng nếu như mà Seoul vẫn cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Seoul có nguy cơ giãn nứt sâu sắc. Nga tuyên bố sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để đáp trả nếu các vũ khí này được sử dụng để chống lại nước Nga. Nga đã bày tỏ sự lo ngại khi Mỹ gỡ bỏ các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa như hệ thống tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Điều này có thể khuyến khích Hàn Quốc thay đổi chính sách trong việc cung cấp vũ khí sát thương. Sự xích lại gần đây giữa Nga và Triều Tiên đặc biệt là việc tăng cường hợp tác quân sự, đã khiến cho Seoul không mấy hài lòng. Điều này làm gia tăng căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nga. Seoul đã duy trì chính sách không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine từ đầu cuộc xung đột. Tuy nhiên, áp lực từ đồng minh Mỹ và mối lo ngại về quan hệ giữa Nga và Triều Tiên có thể khiến cho nước này xem xét lại lập trường. Tờ Korea Times đã được tin rằng, trước đó thì Mỹ đã thông báo cho Seoul về quyết định cho phép Ukraine tấn công Nga bằng các vũ khí tầm xa. Hàn Quốc cũng có thể xem xét lại chính sách cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, tùy thuộc vào mức độ hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga. Ukraine đã mất hơn 40% khu vực Kurs do các cuộc phản công. Thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, lực lượng Kiev đã mất quyền kiểm soát hơn 40% khu vực Kurs. Diện tích bị mất đã giảm từ 1.376 km2 xuống còn 800 km2 kể từ khi bắt đầu các cuộc tấn công vào tháng 8 năm nay. Quân đội Nga đang đạt được những bước tiến đáng kể với báo cáo ghi nhận tốc độ chiếm đất trung bình từ 200 đến 300 m mỗi ngày tại khu vực Donetsk, cụ thể là gần Kurakhove. Khu vực này được coi là một trong những điểm nóng và nguy hiểm nhất đối với Ukraine. Ukraine đã tập trung vào việc cắt đứt các tuyến tiếp tế của Nga bằng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ nước này, nhờ việc các đồng minh phương Tây đã nới lỏng giới hạn trong việc sử dụng tên lửa tầm xa. Điều này đã giúp cho Kiev nhắm vào các cơ sở hậu cần và chuỗi cung ứng của Nga để làm giảm sức mạnh của các cuộc tấn công tiếp theo. Còn đối với Nga, sự hỗ trợ từ Triều Tiên cũng có thể củng cố thêm lực lượng trong các khu vực xung đột trọng điểm. Tình thế buộc Kiev phải tập trung nguồn lực để phòng thủ và tìm cách phá vỡ tế bào vây. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ liên lạc từ phương Tây, Ukraine hy vọng sẽ làm giảm ưu thế của Nga trên chiến trường. Diễn biến tại khu vực Kursk và Donetsk có thể ảnh hưởng lớn đến chiến lược của cả hai bên, với những tác động tiềm năng đến cục diện của toàn bộ cuộc xung đột. Quân nhân Ukraina sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Tạp chí The Economist của Anh đã đề cập đến tình trạng mệt mỏi và áp lực gia tăng trong hàng ngũ quân nhân của lực lượng Ukraina. Trong đó, một số quân nhân thể hiện sự sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ để đạt được lệnh ngừng bắn, với hy vọng giảm căng thẳng của cuộc xung đột kéo dài. Đây là một phần của cuộc thảo luận rộng hơn về thách thức mà Ukraina phải đối mặt trên chiến trường cũng như là tinh thần của binh lính. Theo bài báo, sự thiếu hụt nguồn lực không có truyền vọng luân chuyển hoặc xuất ngũ cùng với sự bất ổn về chính trị và quân sự đã làm suy giảm động lực của nhiều quân nhân Ukraine. Với biệt danh là Chen, Chen cho rằng, phần lớn đồng đội trong đơn vị của mình, tức là khoảng 70%, có thể chấp nhận việc từ bỏ lãnh tổ như một cách để chấm dứt cuộc xung đột. Tuy nhiên, ý kiến này không phản ánh quan điểm của chính phủ Ukraine, vốn khẳng định rằng toàn bộ lãnh thổ quốc gia là bất khả xâm phạm và phải được khôi phục hoàn toàn, bao gồm cả Crimea và Donbass. Tuyên bố của chính quyền Kiev thường nhấn mạnh sự hỗ trợ từ phương Tây và cam kết tiếp tục kháng chiến đến khi đạt được chiến thắng hoàn toàn. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Mỹ và Anh là nguyên nhân gây xung đột kéo dài tại Ukraine. Abdulkadir Selvi, một chuyên gia phân tích của Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích Mỹ và Anh vì vai trò trong việc khơi màu và duy trì cuộc xung đột tại Ukraine. Ông lập luận rằng các hành động của hai nước này, đặc biệt là việc cản trở các nỗ lực đàm phán hòa bình đã làm leo thang tình hình. Cụ thể là Shelby đã cáo buộc cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gây áp lực buộc chính quyền Kiev phải rút lui khỏi các cuộc đàm phán về hòa bình. Nga đã thực hiện thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung Oresnik, được Tổng thống Putin mô tả như một phản ứng trước việc NATO cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev. Đây được xem là tín hiệu cảnh báo gửi đến phương Tây, nhấn mạnh nguy cơ mở rộng xung đột từ khu vực sang phạm vi toàn cầu. Trước đó thì ngày 22 tháng 11, cựu đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov đã cho rằng Mỹ và Anh đang sử dụng cuộc xung đột Ukraine để thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang với Nga. Đồng thời cảnh báo rằng các hành động này đang làm trầm trọng thêm tình hình. Bên cạnh đó, cựu sứ quan tình báo Mỹ Scott Schitter gọi vụ phóng Oresnik là lời cảnh báo tới phương Tây rằng việc leo thang xung đột hơn nữa có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nga xóa nợ cho tân binh tham gia chiến tranh Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật cho phép xóa nợ đối với những tân binh đăng ký tham gia chiến đấu tại Ukraine. Theo đạo luật này, những người ký kết hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga để tham gia chiến đấu trong ít nhất một năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 sẽ được xóa nợ lên tới 10 triệu rúp, tức là khoảng 95.835 đô la Mỹ. Đạo luật này áp dụng cho tất cả những người đủ điều kiện tuyển dụng, bao gồm cả những người đang trong quá trình thu hồi nợ trước ngày 1 tháng 12. Điều này nhằm khuyến khích thêm người tham gia quân đội, trong bối cảnh mà Nga cũng đang phải đối mặt với các thách thức về nhân sự tại Ukraine. Động thái này giúp Nga đảm bảo tuyển quân hiệu quả hơn trong cuộc chiến tiêu hào với Ukraine gần 3 năm qua. Nga cũng đang tìm cách duy trì và tăng cường lực lượng trong xung đột với Ukraine thông qua các biện pháp khuyến khích như thế này. Chính sách này có thể thu hút thêm các tân binh từ các nhóm dân số đang gặp khó khăn về kinh tế, giúp giảm áp lực tài chính cho họ và gia đình. Vào hồi tháng 7, ông Putin đã ký xác lệnh nhằm tăng gấp đôi khoản thanh toán trả trước cho những người tình nguyện chiến đấu tại Ukraine. Tất cả người Nga ký kết hợp đồng với quân đội để sang Ukraine tham chiến sẽ nhận được khoản thanh toán trả trước là 4.651 đô la Mỹ. Xác lệnh này cũng khuyến nghị rằng các chính quyền khu vực nên chi khoản thanh toán này từ ngân sách địa phương với mức tương đương. Nga cũng đã công bố một đợt động viên cục bộ vào mùa thu năm 2022, trường tập được khoảng 300.000 quân dự bị để sang Ukraina thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt. Bất chấp những tin đồn lan truyền trong những tháng gần đây về một chiến dịch động viên mới, không có thông báo nào được đưa ra, trong khi các quan chức của Nga liên tục khẳng định rằng Moscow không cần thiết phải có các biện pháp như vậy. Israel ra lệnh sơ tán vùng ngoại ô thành phố Gaza Theo thông tin từ quân đội Israel, lệnh sơ tán ở khu vực ngoại ô Shijaya của thành phố Gaza được đưa ra nhằm đối phó với các mối đe dọa leo thang từ các vụ tấn công rocket của Hamas. Điều này nhấn mạnh tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng trong khu vực. Quyết định này đã được đưa ra do các cuộc tấn công bằng tên lửa liên tục của Hamas. Lực lượng này đã báo cáo nhắm vào các cơ sở quân sự của Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tuyên bố rằng các cuộc sơ tán nhằm mục đích bảo vệ dân thường khỏi các cuộc tấn công trả đũa tại các khu vực có hoạt động quân sự của Hamas và các phe phái khác. Quân đội Israel đã đổ lỗi cho việc phóng rocket từ Hamas là lý do khôi phục các chỉ thị sơ tán tại phía bắc của Gaza. Điều này xảy ra sau một loạt rocket được Hamas bắn vào một căn cứ quân sự Israel. Các cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza gần đây cũng đã gây ra thương vong rất lớn. Trong đó có giám đốc bệnh viện Kamel Abwan ở phía bắc của Gaza đã bị thương trong một vụ không kích bằng drone. Những sự kiện này đang tạo thêm áp lực cho cư dân và cơ sở hạ tầng vốn đã chịu nhiều thiệt hại trong cuộc xung đột kéo dài. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đã cảnh báo rằng Mỹ có thể trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào hợp tác với Tòa án Hình sự Quốc tế ICC trong việc thực hiện lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Graham đã gọi ICC là một tổ chức mang tính nguy hiểm và thúc giục Quốc hội Mỹ thông qua luật nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng của tổ chức này. Lời cảnh báo của ông Graham nhằm vào các đồng minh thân cận của Mỹ như là Canada, Anh, Đức hay là Pháp những quốc gia có khả năng hỗ trợ ICC trong các nỗ lực này. Thượng nghị sĩ Graham đã nhấn mạnh rằng, Washington có thể thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ nếu các nước này hợp tác trong vụ bắt giữ ông Netanyahu. Tuy nhiên, ông không cung cấp chi tiết cụ thể về các biện pháp trừng phạt có thể được áp dụng. Bối cảnh của tuyên bố này là lệnh bắt giữ do ICC đã ban hành đối với ông Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Joab Gallen với các buộc tội ác chiến tranh liên quan đến các hành động của Israel tại giải Gaza. Các diễn biến này làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ, Israel và các quốc gia ủng hộ ICC. Trung Quốc muốn nhắm vào Elon Musk để gây ảnh hưởng đến Trump. Theo tờ Epoch Times dẫn nguồn tin từ John Hongbin, một cựu giáo sư luật của Đại học Bắc Kinh cho rằng Trung Quốc đang tìm cách tác động đến chính sách của ông Donald Trump thông qua mối quan hệ với Elon Musk. Theo ông John, một báo cáo từ các chuyên gia chiến lược quân sự Trung Quốc đã đề xuất việc tăng cường quan hệ kinh tế và tình cảm với ông Musk để gián tiếp gây ảnh hưởng đến chính sách của ông Trump, đặc biệt liên quan đến các vấn đề địa chính trị của Đài Loan. Các nhà phân tích chỉ ra rằng có rất nhiều lý do Trung Quốc nhắm đến Elon Musk. Đầu tiên là mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc. Tesla là công ty do Elon Musk lãnh đạo, phụ thuộc rất nhiều vào thị trường của Trung Quốc. Nhà máy Tesla tại Thượng Hải đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của hãng. Tỷ phú Elon Musk cũng từng đưa ra các tuyên bố thiện trí đối với Bắc Kinh, đặc biệt là vấn đề Đài Loan kể gợi ý rằng Đài Loan nên trở thành một khu vực hành chính đặc biệt tương tự như Hồng Kông. Elon Musk được ông Trump bổ nhiệm vào vai trò đồng giám đốc của một bộ phận cải thiện hiệu quả chính phủ trong nhiệm kỳ tới. Dù không trực tiếp liên quan đến đối ngoại, nhưng mà vị trí này đã tạo cơ hội cho Elon Musk tham gia vào các vấn đề chính sách quan trọng hơn. Trước đây thì Musk cũng từng là thành viên của diễn đàn chiến lược và chính sách của ông Trump, cho thấy mối liên hệ giữa hai người rất sâu sắc. Tuy nhiên, Musk đã từ chức vào năm 2017 do bất đồng quan điểm với quyết định của ông Trump về việc rút Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Cuối cùng thì chính quyền Trung Quốc đã sử dụng mặt trận thống nhất để gây ảnh hưởng ở nước ngoài thông qua các chiến dịch chính trị, thu thập thông tin và thúc đẩy lợi ích chiến lược. Tất nhiên, Elon Musk được xem là mục tiêu tiềm năng trong chiến lược này. Ngoài Elon Musk, thì báo cáo còn khuyến nghị Bắc Kinh tăng viện trợ quân sự và kinh tế cho Nga, phá vỡ các liên minh toàn cầu của Mỹ và củng cố quan hệ với các cường quốc Trung Đông để đối trọng với Washington. Mặc dù đây là những thông tin chưa được xác minh chính thức, nhưng mà chúng phản ánh những căng thẳng đang gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan đến các vấn đề về thương mại, công nghệ và chính trị. Thông tin này cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!